Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách dễ dàng để chế biến ra nhiều vị kem mà chẳng cần máy làm kem hay tốn nhiều công sức đâu nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Một, trước hết chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Một là 4 quả chuối tiêu, 300g bơ đậu phộng, 10g bột cacao. Bước 1, đầu tiên bạn bóc vỏ chuối rồi cắt chuối thành từng khoanh nhỏ. Nguyên liệu chính của món kem này sẽ là chuối, do đó các bạn nên chọn chuối chín hơi mềm một chút sẽ ngon hơn đấy. Bước 2, sau khi các bạn cắt xong, bạn cho chuối vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng hoặc đến khi các miếng chuối được cứng lại. Bước 3, đây sẽ là công đoạn vui và bất ngờ nhất trong quá trình làm món kem này. Bạn cho tất cả chuối đã đông đá vào máy xay rồi xay nhuyễn ra. Lúc đầu chuối sẽ vụn như trong hình. Bước 4, sau khi xay tiếp một lúc, chuối sẽ bắt đầu mịn và có kết cấu tương tự như whipped cream. Lúc này, bạn cần vét thành cối xay để hỗn hợp được đều nhé. Nếu chuối hơi cứng và khó xay, bạn có thể thêm một ít sữa để xay cùng. Bước 5, để tạo thêm một vị kem thứ hai, bạn cho 2 thìa canh bơ đậu phộng vào cùng với chuối rồi xay mịn. Bước 6, để tạo ra vị kem thứ 3, bạn nên thêm 2 thìa cà phê bột cacao vào nữa nhé. Còn ngoài ra, nếu các bạn muốn thêm nhiều vị kem khác thì các bạn có thể cho thêm những cái gia vị khác cũng được. Và bước 7, nếu bạn thích ăn kem mềm thì món kem đã sẵn sàng để bạn thưởng thức rồi. Nhưng nếu các bạn muốn ăn kem được cứng và thích múc ra thành từng scoop, bạn cho hỗn hợp vào hộp nhựa rồi cất vào ngăn đá nhé. Nào, vậy đã hoàn thành món kem thật ngon rồi, chúng ta cùng thưởng thức thôi. Chúc các bạn thành công!